Xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Bảy 21 tháng 6 2014. Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gửi đến quý vị. Mở đầu với chương trình Kinh tế Tài chánh cuối tuần. Kế đến là bản tuyên cáo do ông Trần Tử Thanh, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các cơ sở Việt Nam Quốc dân đảng tại hải ngoại tuyên đọc. Sau cùng là phần phỏng vấn đặc biệt của chị Thanh Trúc và ông Trần Quang Thành. Kính thưa quý vị, để biết thêm tin tức về thị trường chứng khoán, tình trạng thất nghiệp, tình hình kinh tế tài chánh trong tuần qua, Minh Thúy mời quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh cuối tuần với anh Võ Thành Nhân và tiến sĩ Tạ Cự Hải sau đây. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với tiến sĩ Tạ Cự Hải để nhằm tìm hiểu về tình hình kinh tế tài chánh cuối tuần. Trước hết xin kính chào tiến sĩ Tạ Cự Hải. Xin kính chào anh Võ Thành Nhân và kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Hà Thành Đốn. Chúng ta có thể nói về thị trường chứng khoán được không anh? Dạ thưa anh Võ Thành Nhân và thưa quý khán giả, dạ được. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay kết thúc một tuần lễ với số dương một cách tốt đẹp. Dow Jones đã tăng 25 điểm lên 16.947 điểm và Nasdaq tăng 8 điểm 71 lên số 4.368.04. S&P 500 hôm nay tăng 3 điểm lên 1.962.87. Ngoài ra giá vàng hôm nay là 1.315.60 một ounce và giá dầu thô là 106.64 một barrel. Đó là cái thị trường chứng khoán và commodity của nước Mỹ. Và chúng ta được biết rằng con số thất nghiệp vẫn ở dưới những con số mà chúng ta không nghĩ rằng nó sẽ đến thấp mức độ như vậy. Anh nghĩ rằng là hiện nay cái niềm tin của vấn đề mà công ăn việc làm của Hoa Kỳ như thế nào vậy Thành? Thưa, công ăn việc làm ở Hoa Kỳ nó được tiêu biểu qua cái tỷ số thất nghiệp. Thì tỷ số thất nghiệp ngày hôm nay vẫn là 6.3%. 6.3% thiệt sự con số chưa có lý tưởng. Con số lý tưởng là khoảng 5%. Nhưng mà theo bà Janet Yellen, chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang, thì bà tin tưởng rằng một ngày nào đó nó sẽ xuống 6%. Nhưng mà khi nó trở thành 6% ấy, thì nó đưa một cái vấn nạn mới, đó là người ta sợ vấn đề lạm phát, inflation sẽ bị ảnh hưởng. Và cũng trong cái tinh thần mà giải quyết cái tình hình có thể là xảy ra như vậy đó, thì trong cuộc họp ngày thứ Tư vừa rồi đó, Quỹ Dự trữ Liên bang họ đã quyết định tiếp tục giảm xuống cái quỹ cứu nguy kinh tế thêm 10 tỷ Mỹ Kim nữa. Tức là trong đầu tháng 7 này thì cái quỹ dự trữ ủng hộ cho cái chương trình cứu nguy kinh tế đó là 35 tỷ Mỹ Kim trong tháng 7. Thì cái điều đó cũng có điều nó có ảnh hưởng tích cực, cũng có là nó chứng tỏ rằng là Quỹ Dự trữ Liên bang có tin tưởng một sự phục hồi kinh tế mặc dù nó còn chậm chạp. Nhưng mà ngoài ra nó cũng tạo một cái vấn nạn cho các cái xí nghiệp nhỏ hoặc những doanh nghiệp nhỏ đó, họ cần phải vay tiền để mà quản trị cái công việc làm của họ, thì rõ ràng là cái nguồn tài chính nó hiếm hoi hơn và do đó nó sẽ tốn kém hơn. Nhưng mà vấn đề tiền lời đứng được cái rate không có tăng lên, đúng, không thay đổi. Dạ đúng, thưa anh Võ Thành Nhân, cái tiền lãi suất bây giờ thì là bà Yellen đó, mới ngày hôm qua đó, bà có tuyên bố rằng là bà tiếp tục giữ nó ở mức thấp đó cho tới năm 2015. Nhưng mà bà cũng không nói chính xác là bao giờ, lúc nào, thì bà nó cũng tùy trường hợp nữa, nhưng mà đại khái là cái ý hướng bà tuyên bố ra đó, nó tạo cho cái niềm tin cho giới đầu tư của nước Mỹ và do đó chứng khoán vẫn tiếp tục đi lên. Và chúng tôi cũng được biết đó là vào tối ngày hôm thứ Năm đó thì có rất là nhiều dân biểu, thượng nghị sĩ rất là quan tâm đến về ngân sách quốc gia và họ đã thức rất là khuya để mà họ vote cho bằng được cái ngân sách mà họ muốn để mà cân bằng, và đặc biệt là người ta đang quan tâm tới một số những vấn đề ngân sách của quốc phòng. Anh nghĩ sao về vấn đề ngân sách quốc phòng hiện nay vậy thưa anh? Ngân sách quốc phòng hiện tại thì là như quý vị thấy là được giảm trong nhiều năm vừa rồi, giảm từ từ xuống, và ngân sách quốc phòng đó tới ngày hôm nay quý vị thấy là chính ra thì nó đúng như cái dự định của họ muốn, nhưng mà bởi vì tình hình nó căng thẳng trên thế giới, tại Đông Ukraine rồi tại Iraq, và chứng tỏ rằng cái khả năng của Mỹ mặc dù về kỹ thuật rất là cao nhưng mà vì vấn đề tài chính cho nên khả năng của Mỹ về quân sự đó cũng có vẻ giới hạn trong cái những chính sách mà chính phủ muốn đề ra, bởi vì phải căn cứ vào ngân sách, thì chính vậy có ảnh hưởng, nhưng mà không phải là vấn đề sống chết. Bây giờ thì quý vị thấy là mới ngày hôm qua đây Tổng thống Obama cũng có tuyên bố cái chính sách của ông, cái nhận định của ông và chính sách của ông về vấn đề Iraq, thì cũng có vẻ như là khiêm nhượng, mà chính vì vậy nó gây ra sự phản đối từ phía đảng Cộng hòa của Quốc hội.
Xin được cảm ơn tiến sĩ Tạ Cư Hải. Xin cảm ơn Võ Thành Nhân và cảm ơn quý khán giả của SBTN. Kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình của bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, sau đây Minh Thúy mời quý vị theo dõi bản tuyên cáo do ông Trần Tử Thanh, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các cơ sở Việt Nam Quốc dân đảng tại hải ngoại tuyên đọc về tình hình đất nước nhân tưởng niệm lần thứ 84 ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học cùng 12 liệt sĩ Việt Nam Quốc dân đảng hy sinh tại Yên Bái và ước vọng của dân tộc Việt Nam về độc lập, tự do và hạnh phúc. Việt Nam Quốc dân đảng, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, tuyên cáo về tình hình đất nước nhân tưởng niệm lần thứ 84 ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học cùng 12 liệt sĩ Việt Nam Quốc dân đảng tuấn nghĩa tại Yên Bái. Kính thưa toàn thể đồng bào tại quốc nội và tại hải ngoại, Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập năm 1927 với lý tưởng dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Ngày 17 tháng 6 năm 1930, cách đây đúng 84 năm, nhà cách mạng ái quốc Nguyễn Thái Học cùng 12 đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng đã hy sinh tại pháp trường Yên Bái vì tranh đấu chống thực dân Pháp, mưu cầu giành độc lập cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Sau 60 năm chiếm được quyền lực và cai trị miền Bắc, 40 năm nắm quyền toàn cõi Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam tự tách ra khỏi cộng đồng dân tộc, đã phạm phải vô vàn tội ác với Tổ quốc và đồng bào, thực thi những chính sách hoàn toàn đối nghịch lại với ước vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam. Về độc lập, Đảng Cộng sản Việt Nam là một tập đoàn Việt gian phản quốc, hoàn toàn phụ thuộc Trung Cộng từ chủ thuyết đến tổ chức. Giặc phương Bắc đã lấn chiếm hầu hết quần đảo và hải phận của Việt Nam. Tổ quốc đang thật sự lâm nguy. Về tự do, Cộng sản Việt Nam cai trị đồng bào bằng áp bức, độc tài toàn trị, bằng súng đạn và lao tù, tước đoạt các quyền tự do căn bản của công dân, bất chấp bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà họ đã từng đặt bút ký kết. Về hạnh phúc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vơ vét tài sản của quốc gia, chia chác cho đồng bọn làm của riêng, bóc lột người dân đến tận xương tủy. Nay nhận định rằng, dân tộc Việt Nam đã hứng chịu quá nhiều đau thương tan tóc từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thay đổi mà phải bị giải thể. Mưu đồ bành trướng và thống trị toàn Biển Đông và vùng Đông Á của nhà cầm quyền Trung Cộng là mối hiểm họa không riêng cho dân tộc Việt Nam mà còn cho toàn thể nhân loại. Do đó, nhân tưởng niệm lần thứ 84 ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học và 12 liệt sĩ Việt Nam Quốc dân đảng tuấn quốc, Việt Nam Quốc dân đảng long trọng tuyên cáo: thứ nhất, cực lực lên án Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài toàn trị, tham quyền cố vị, đã dâng hiến chủ quyền đất nước về tay ngoại bang Trung Quốc. Thứ hai, phản đối hành động bành trướng và bá quyền, chủ nghĩa tân thực dân và đế quốc của nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh. Thứ ba, kêu gọi quân đội và công an nhân dân tại Việt Nam vì quyền lợi của Tổ quốc, hãy đứng về phía dân tộc, quyết không phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam, một tập đoàn vừa tham ô, vừa Việt gian bán nước. Thứ tư, lời kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước cùng nhau đoàn kết một lòng, đồng loạt vùng lên, vai sánh vai loại bỏ chế độ độc tài toàn trị Cộng sản, cương quyết chống bọn bành trướng bá quyền phương Bắc đang xâm lược lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Thứ năm, thỉnh cầu quốc tế và các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới hãy mạnh mẽ lên tiếng và có hành động ngăn chặn sự gây hấn và bành trướng của Trung Cộng tại Biển Đông và tại Đông Á, tăng cường gây sức ép buộc họ phải tôn trọng luật lệ quốc tế về chủ quyền lãnh hải của các quốc gia. Thứ sáu, Việt Nam Quốc dân đảng cùng toàn dân không phân biệt tôn giáo, giới tính, thành phần xã hội, quyết noi gương các anh hùng dân tộc, liệt sĩ Yên Bái đã tuẫn nghĩa năm xưa, cương quyết đấu tranh cho một nước Việt Nam thật sự độc lập, tự do và dân chủ, đất nước phú cường, trong đó mọi người được bình đẳng, ấm no và hạnh phúc,
lãnh thổ và lãnh hải được vẹn toàn. Tổ quốc Việt Nam muôn năm, dân tộc Việt Nam can trường bất khuất muôn năm, chính nghĩa quốc gia dân tộc sáng ngời nhất định sẽ chiến thắng. Đất nước mất sẽ mất tất cả. Tinh thần yêu nước nồng nàn của các anh hùng dân tộc Việt Nam Quốc dân đảng bất diệt. Hải ngoại ngày 17 tháng 6 năm 2014. Đại gia đình cựu sinh viên sĩ quan Đại học Chính tranh Chính trị Đà Lạt tại hải ngoại và Việt Nam vô cùng xúc động và thương tiếc người thầy khả kính, cựu đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh, nguyên chỉ huy trưởng trường Đại học Chính tranh Chính trị Đà Lạt đã yên nghỉ trong Chúa ngày 13 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 16 tháng 5 năm Giáp Ngọ tại Orlando, Florida, hưởng thượng thọ 92 tuổi. Cầu nguyện linh hồn du xe Nguyễn Quốc Quỳnh sớm hưởng nhan thánh Chúa. Toàn thể cựu sinh viên sĩ quan Đại học Chính tranh Chính trị Đà Lạt tại hải ngoại và Việt Nam xin chia sẻ sự mất mát to lớn này đến cùng gia đình thầy và tang quyến, cùng quý anh chị thuộc đại gia đình Nguyễn Trãi toàn thế giới đồng thành kính phân ưu. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được tạm ngưng và sẽ trở lại với quý vị sau phần thông báo và thông tin thương mại. Xin mời quý vị đón xem. Konnichiwa. Thanh Nhã và Trang Đi Dũng xin hân hạnh mến chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, ai chúng ta cũng đều biết rằng collagen là một nền tảng cấu trúc protein để giúp bồi bổ và tái sinh những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể để duy trì một xương khớp dẻo dai. Bên cạnh đó, ai cũng được nghe về tiên dược thần kỳ nấm linh chi, đặc biệt được hái từ núi Phú Sĩ, Nhật Bản, mang lại sự thần dược cho cơ thể con người, ví dụ như linh chi trị dị ứng và chống bú, ung thư nhẹ. Nấm linh chi còn tăng cường sức đề kháng và miễn nhiễm. Linh chi tăng cường sức khỏe cho gan, đặc biệt là ngăn ngừa ung thư gan, xơ gan, bú gan. Chính vì vậy mà ông vua của collagen, công ty dược mỹ phẩm Chi, xin hân hạnh giới thiệu công thức có 102 trên thế giới. Đó là collagen linh chi 13.000mg điều chế từ cá Red Snapper. 300mg nấm linh chi có trong mỗi một chai collagen linh chi. 1.500mg chất glucosamine trong mỗi một chai. Vitamin B2 và vitamin C giúp cho cơ thể có nhiều sức đề kháng hơn. Hyaluronic, mật trầu hoa nữ cũng như là mùi trái cây thơm tho tổng hợp trong mỗi một chai. Có collagen linh chi trong tay, cơ thể sẽ khỏe mạnh cường tráng, cũng như là làn da sắc đẹp bên ngoài, tuyệt vời hơn như tuổi thanh xuân. Và các bác sĩ điều chế từ Viện Chống Lão Hóa Miyoshino Nhật Bản đã dành riêng công ty đặc biệt này cho công ty J với ước mơ mong rằng quý vị giữ mãi sức người tươi trẻ thật lâu dài. Trần Đình Dũng và Thanh Nhã rất là hân hạnh gửi đến quý vị trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại một công thức tuyệt vời nhất trên thế giới cho một sản phẩm mới, đó là collagen linh chi 13.000mg. Một lần nữa, arigato gozaimasu. Có những thời khắc hương vị thân quen đưa ta về chốn cũ, gương mặt thân yêu, nụ cười thân thuộc. Có những thời khắc tất cả hòa quyện tạo nên điều tuyệt diệu. Gần 120 năm, những thời khắc ấy vẫn luôn tiếp diễn. Nước mắm 4 số 9, phương thức ủ truyền thống từ 1895. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SPTN. Kính thưa quý vị, nhà báo Trần Quang Thành từng là phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Ông nổi tiếng về những bài viết tố cáo các tệ nạn tham nhũng, cũng như là vạch trần tội ác những tệ nạn buôn người qua biên giới. Và cũng chính vì lý do đó cũng đã đưa ông đến thảm họa. Vào ngày 14 tháng 7 năm 1991, ông đã bị tạt axit và bị trọng thương. Nhân dịp ông Trần Quang Thành có mặt tại vùng Hoa Thịnh Đốn, chị Thanh Trúc có buổi nói chuyện ngắn cùng với ông tại đài truyền hình SPTN DC Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Xin mời quý vị theo dõi sau đây để biết thêm sự thật về những tự do căn bản của người dân tại Việt Nam hiện nay. Thanh Trúc kính chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi tiếp cuộc màn đàm với nhà báo Trần Quang Thành, một nạn nhân của chế độ Cộng sản đến từ Slovakia. Nhân dịp ông ghé qua Washington DC, Thanh Trúc xin chào nhà báo Trần Quang Thành. Xin chào chị Thanh Trúc, xin chào quý vị. Thưa, như trong những chương trình trước thì nhà báo Trần Quang Thành luôn luôn nhắc lại cho mọi người biết không có tự do báo chí, không có một nền truyền thông tự do, độc lập ở bên Việt Nam. Tại sao? Vì người ta rất là sợ cái đệ tứ quyền, người ta rất sợ cái sự tự do ngôn luận, tự do báo chí để mà có thể là
làm cho cái sức mạnh của chính phủ lung lay. Thưa quý vị, và điều đó người Cộng sản không hề muốn. Thanh Trúc được biết đó là thưa nhà báo Trần Quang Thành, trong tư cách là một người phóng viên kỳ cựu đó thì ông cũng đã từng đi qua Geneva hồi tháng 2 năm 2014, tức là cũng mới đây thôi thưa quý vị. Chắc quý vị còn nhớ là cái buổi kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền mà vì Việt Nam phải ra giải trình trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, vì Việt Nam có được một cái ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thì nhà báo Trần Quang Thành là người đã ngồi, đã lắng nghe và đã tìm hiểu. Thì thưa nhà báo Trần Quang Thành, ông thấy như thế nào, nếu mà Thanh Trúc hỏi là ông nhận xét như thế nào về cái buổi kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền đó đối với Việt Nam, thưa ông? Trong cái buổi kiểm điểm phổ quát thì nhân quyền của Việt Nam trong mấy năm qua, từ cái kiểm điểm lần thứ nhất đến lần thứ hai này, thì nhà cầm quyền Việt Nam đã có một bản báo cáo chuẩn bị rất là đầy đủ và rất là tô tròn thất phấn, nói về tất cả những vấn đề ở Việt Nam hiện nay là có nhân quyền, có tự do dân chủ, có tự do báo chí, có tất cả những cái quyền của con người. Thế nhưng mà họ nói như thế thôi, nhưng mà ngược lại thì chả có cái gì cả. Thí dụ như là về tự do báo chí thì làm gì có báo chí nào tư nhân được xuất bản mà tự do. Thế gọi là báo chí tự do, nhưng mà bây giờ trên mạng blogger mà đưa những thông tin gì mà ngược lại với nhà nước, mà chống lại nhà nước, mà nhà nước thấy không có lợi thì đưa ra xử theo điều 258 là nhẹ nhất, trong quá phải xử theo điều 88, 78, 79, tức là rồi có bây giờ tất cả một hệ thống pháp luật của Việt Nam hôm nay là ngăn chặn đủ mọi đường, không thể nào cho báo chí có thể lách được để mà nói có những báo chí để mà tư nhân hay báo chí độc lập để mà nói lại, để mà đáp lại những cái lần man sai trái của nhà nước sổng sản. Vâng, thưa quý vị, nhà báo Trần Quang Thành đang nói về cái ông gọi là những cái luận điệu mà gọi là tô son trát phấn của cái phái đoàn Việt Nam khi mà ra trước cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền gọi là UPR ở Geneva hồi tháng 2 năm 2014. Và nhà báo Trần Quang Thành cũng là một người đã nói về xã hội dân sự ở trong một cái buổi hội thảo trước khi mà có cái buổi kiểm điểm định kỳ và phổ quát. Thưa ông, trong cái buổi đó ông đã trình bày điều gì ạ? Trong cái buổi đó thì tôi khẳng định lại là ở Việt Nam hiện nay là không có tự do báo chí, không có tự do xuất bản, không có báo chí tư nhân, mà nhà nước là thẳng tay đàn áp những tiếng nói chính nghĩa, những tiếng nói lên sự thật, tố cáo những cái tội ác của nhà nước Cộng sản đối với nhân dân. Cho nên là bây giờ cái điều trước tiên mà muốn có Việt Nam, muốn có được một đất nước là phồn vinh, có tự do, cái quyền tự do dân chủ được phải được phục hồi, phải có nhân dân, phải có quyền ra báo, báo chí tư nhân, nhà báo độc lập phải được phát triển, phải được hoạt động, phải được bảo vệ. Chứ hiện nay ở Việt Nam ấy, đấy các vị thấy đấy, các blogger nào mà có lên những trang mạng mà không có lợi cho họ là họ tống nó ra chạy giam hết. Trước đây thì điếu cày, rồi nhiều người khác, rồi gần đây nhất lại là anh Nguyễn Văn Vinh chủ sang anh Ba Sàm, hay trước đó là Phạm Viết Đào và Dương Duy Nhất đấy, hay nhà báo độc lập như là Phạm Chí Dũng thì cấm không được xuất cảnh, không cho đi ra nước ngoài đấy, hay là những nhà báo như cô Huyền Trang ở Dòng Chúa Cứu Thế cũng thế, không những là không được đi mà khi giữ hộ chiếu cô phản ứng lại còn bị hành hung đánh đập rất là tàn bạo. Những blogger mà vừa rồi đi ra để mà trình bày vấn đề nhân quyền tự do báo chí ở ngoài này, ở bên Mỹ về thì cũng đều bị người thì bị đánh, người thì bị thu hồi tất cả máy móc thương viện thì mang đi. Nên là các vị thấy sau khi họ vào nhân quyền chứ họ còn trắng trợn và đàn áp mạnh mẽ hơn cả thời kỳ trước khi họ vào nhân quyền. Dạ vâng, đúng như thế thưa nhà báo Trần Quang Thành, cũng như là kính thưa quý vị. Nhà báo Trần Quang Thành đã nhắc tới những bloggers mà vừa rồi đã qua đây để mà có cái buổi điều trần, cái buổi trình bày trước Hạ viện đó về cái vấn đề tự do báo chí ở trong nước và các xã hội dân sự ở trong nước. Thì chắc quý vị cũng còn nhớ là Thanh Trúc đã mời được các bloggers đó, thí dụ như là ông Ngô Nhật Đăng, rồi blogger Nguyễn Tường Thụy và blogger Tô Anh và vân vân, là các vị đó cũng đều nói một điều giống như nhà báo Trần Quang Thành là không hề có nhà báo độc lập, không hề có tự do báo chí, và nếu mà nói lên một cái tiếng nói nào mà gọi là nhà nước coi là trái với cái điều mà họ cần phải nghe, cần phải biết, muốn nghe, muốn biết thì lập tức người đó bị nguy hiểm. Thưa
ở trong một cái xã hội như Việt Nam bây giờ đó, thì có lẽ nhà báo Trần Quang Thành cũng đồng ý với Thanh Trúc là cái hiện tượng rõ ràng nhất là càng ngày càng có nhiều trang blog, càng ngày càng có nhiều bloggers, càng ngày càng có nhiều người xưng mình là nhà báo độc lập để mà bày tỏ cái khao khát của họ là nói lên được cái tiếng nói trung thực của người dân và của chính họ cho một cái đất nước mà phải có dân chủ thì mới có thể phát triển được. Ông nghĩ như thế nào ạ? Chúng tôi thấy là ở nước ta hiện nay ấy, là các nhà báo độc lập, các blogger muốn phát triển mình phải dựa vào dân, phải đi xuống với quần chúng để nắm được tình hình, nắm được tất cả cái cuộc sống thực tế của nhân dân đang như thế nào, nói lên sự thật, chứ không thể nào ngồi trên nhân dân để mà đi như các cái nhà, như các cái tờ báo lề phải. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn, bây giờ chúng ta thấy rằng là những người lãnh đạo Việt Nam họ có vẻ họ nói năm bè bảy mối, người thì bảo như Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh thì bảo là Trung Quốc vẫn là người bạn tốt, vẫn là 16 chữ vàng, vẫn muốn tốt, cái vụ giàn khoan chỉ là nhỏ bé thôi. Thế rồi như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì ông bảo không được tình hữu nghị viển vông mà phải thực tế. Thế thì có người cũng lại bảo khi ông Nguyễn Tấn Dũng bây giờ có khi ông là nhân vật nổi đình đám mà có khi phải đứng sau ông, nên nhiều người trong nước đang muốn hy vọng đứng sau ông. Nên chúng ta là những người nhà báo độc lập, chúng ta là những người hiểu rõ sự thật ở Việt Nam là Cộng sản nó nói một đằng là một nẻo, cho nên là cái chuyện mà nó nói thế này thế khác nó chỉ là cái sự đóng kịch của chúng nó thôi, nó như con bạch tuộc nhiều vòi ấy. Thế cho nên là chúng ta không thể tin vào những anh gì, dù là ông Nguyễn Tấn Dũng hay là Trương Tấn Sang hay là Nguyễn Phú Trọng, hay là mà chúng ta phải tin vào lực lượng của quần chúng chúng ta. Chỉ có quần chúng của chúng ta, nhân dân ta đứng lên làm cách mạng để mà lật đổ cái chế độ bạo tàn này thôi, mà chúng ta phải dựa vào dân, báo chí chúng ta phải dựa vào dân chứ không thể nào hơn, chứ còn đừng có nghe những lời ngọt bùi của những cái kẻ cầm đầu. Đấy, các vị thấy đấy, ông Nguyễn Tấn Dũng ông bảo ông cải cách thể chế mà 6 tháng đầu năm ông có cải cách gì đâu, hay là ông lại bắt nhiều người hơn từ đầu năm, rồi bao nhiêu người bị bắt về những cái tội là nói lên sự thật đấy. Thế cho nên đừng nghe họ nói mà hãy xem họ làm. Dạ vâng, thưa nhà báo Trần Quang Thành, ông nói rằng là các nhà báo độc lập, kể cả mà truyền thông chân chính cũng phải dựa vào quần chúng, dựa vào người dân. Có một cái điều nó khá là mâu thuẫn và nó hơi trái khuấy đó mà Thanh Trúc muốn hỏi ông. Vâng, là người Cộng sản luôn luôn đe dọa là chúng tôi là có công an nhân dân, chúng tôi nắm được quần chúng, công an nhân dân, đảng Cộng sản có con mắt khóm, cái chuyện gì cũng biết, nhân dân sẽ báo cáo lại với đảng, biết hết. Nhưng ông lại nói rằng là bây giờ đó là người dân, báo chí độc lập, truyền thông phải dựa vào người dân. Như vậy thì cái quần chúng, cái người dân mà ông nói là người ta có thể dựa vào, phải chăng là bây giờ cái quần chúng đó đã hiểu biết hơn? Thưa quý vị, nhân dân ta lúc nào cũng rất là hiểu biết, nhưng mà họ có bị đè nén, họ bị đàn áp, cho nên họ nén xuống đây thôi, nhưng mà trong lòng họ rất căm thù. Tôi nói ví dụ các vị thấy không, ở trên Tây Nguyên gần như là mỗi một nhà dân là một công an hoặc một anh bộ đội ở trong nhà. Thế mà một buổi sáng hàng nghìn người dân ra khỏi nhà mà công an quân đội không biết tí gì, họ xuống ở cướp chính quyền ngay ở tỉnh Gia Lai Kon Tum cách đây mấy năm, ở ngay trụ, họ cướp ngay trụ sở tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, có làm gì được đâu, cả ngày họ kiểm soát có làm gì được đâu. Thế các vị thấy không? Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận đi xuống đường biểu tình đòi dân sinh dân chủ, họ có cản trở đâu. Bây giờ vấn đề chúng ta làm sao, chúng ta phải bám chặt dân, dân chúng ta phải tin dân ta. Chứ còn chính là công an bây giờ họ bên ngoài thì dân họ thế thôi, nhưng mà trong lòng họ đâu, họ có phục bất phục công an, họ không tin công an. Thật như thế, cho nên là chúng ta phải dựa vào cái đó, chúng ta có xuống thực tế, ta chúng mới hiểu là dân ta là lúc này họ rất căm thù, rất uất hận, nhưng họ chưa có thời cơ họ nổi lên thôi, chứ không phải là họ sợ đâu. Vâng, kính thưa quý vị cũng như thưa nhà báo Trần Quang Thành, thực lòng Thanh Trúc còn muốn học hỏi nơi ông rất là nhiều nữa về cái tình hình báo chí trong nước cũng như ông đã kinh qua, và sau này khi ra ngoài ông nhìn vào trong nước, Thanh Trúc mong rằng sẽ được trở lại với ông trong một chương trình tới. Thanh Trúc xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và như quý vị đã thấy về một cái nền báo chí như thế nào ở Việt Nam trong lúc này, và lời nói tâm huyết của một nhà báo kỳ cựu là ông Trần Quang Thành, một nạn nhân của Cộng sản. Thanh Trúc một lần nữa cảm ơn thời giờ của ông và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mong gặp lại quý vị trong kỳ tới. Xin cảm ơn chị Thanh Trúc, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui tươi, an lành và hạnh phúc.
Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai trong chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Anh Nhã và Tony Dũng xin hân hạnh mến chào quý vị. Trong cuộc sống ngày nay, ai ai trong chúng ta cũng lo sợ đối diện với vấn đề lão hóa xảy ra trong chúng ta mỗi ngày. Lão hóa đồng nghĩa với tiểu đường, huyết áp cao, mỡ trong máu và đặc biệt là tăng xong. Tim mạch thì bị động mỡ dẫn đến vấn đề đột quỵ, bệnh gao, quái ác, đau đớn. Chưa kể đến những vấn đề ung thư như ung thư vú, dạ dày, lá lách, bướu trong cổ, trong khắp mọi nơi đều rình rập để phá hủy cơ thể của chúng ta. Vậy làm thế nào để ngăn ngừa được khi cơ thể chưa có bệnh? Và làm thế nào để chống chọi lại khi cơ thể đã đổ bệnh rồi? Tất cả những chướng ngại này đều được trả lời từ Viện Nghiên cứu về ung thư Kanahai ngay tại Okinawa, Nhật Bản cho ra đời một thần dược mà Trần Dũng không ngờ được. Đó là Super Fukudan Tea dược tảo, được chế biến từ loại rong tảo nâu dưới sâu đáy đại dương ở Okinawa với liều lượng thất nhiêu, đó là 375mg trong mỗi một capsule, 180 capsule trong mỗi một loại như vậy. Và kết hợp với một loại đặc biệt mang tên đơn dương tảo tức Chlorella, tăng sức đề kháng 300%. Với những triệu chứng như mất ngủ, tiểu đường, tăng xong và đặc biệt là mỡ trong máu, quý vị nên uống Super Fukudan Tea dược tảo để cân bằng lại sức khỏe cũng như là mang lại cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Các bác sĩ và các khoa học gia đã chứng nhận nhiều bệnh nhân tới giai đoạn cấp 3, cấp 4, kể cả thời kỳ cuối cùng, vẫn tìm thấy được sự sống còn. Giá của mỗi một hộp Fukudan Tea dược tảo là $260, nhưng với chương trình promotion đặc biệt mua 3 tặng 1. Kính chúc cho quý vị tìm lại ý nghĩa của cuộc sống và luôn luôn khỏe mạnh.